Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác, các em đam mê câu cá. Xin lỗi tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá nhé. Trong một tuần vừa qua là em công việc cá nhân của em có công việc đột xuất nên em rất là bận, không thể nghe máy, không thể nhắn tin lại cho bác. Và gần như là khoảng độ 2 tuần nay là em ít vào Facebook, ít vào YouTube, ít vào Zalo. Thì em chưa nhắn tin được cho bác nào hay chưa trả lời được câu hỏi cho bác nào thì các bác thông cảm. Vì trong quá trình nửa tháng nay là công việc của em cực kỳ bận luôn. Đấy, nên các bác thông cảm. Và thứ hai nữa em nhắc nhở nhiều thành phần vớ vẩn trên kênh của em. Tất cả các phát ngôn bừa bãi, nói chung là động chạm đến em, đấy, là em sẽ cho ra đảo hết. Nên các anh em nhớ rõ là khi tham gia kênh của em hay là kể cả tất cả các trang cá nhân của em như YouTube, Facebook, Zalo, thậm chí là điện thoại trao đổi với em, ok anh em học hỏi kinh nghiệm, các bác, các chú hay các anh, nói chung là các em cũng như vậy, học hỏi kinh nghiệm thì ok, nhưng mà vào bố nào bố tuét là em cho đi hết, không cần phải nói nhiều và em cũng không cần phải cãi nhau làm gì cả, các bác nên nhớ như vậy. Chính sách của em là không nói nhiều, cứ vớ vẩn là em cho lách luôn. Còn những thằng nào bán buôn bán lẻ em không cần biết, đừng có vào đây xía vào chuyện của em và đừng có vào đây thấy em làm này làm kia đấy mà không hợp ý mình kinh doanh buôn bán thế nào mặc xác ông. Tôi nói thẳng một câu như vậy, không có dính gì tất cả các bác khác, các anh em khác. Nhiều ông bảo em chỉ tay thế này không có cầm tình, công cút đi cho tôi. Nói thẳng ấy, em nói đây là câu hơi nó hơi hơi, hơi xúc phạm tí, nhưng ông cút đi cho tôi. Tôi không cần những ông ấy vào kênh của tôi cả, tôi cần đây là những anh em trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi hoặc có nhu cầu cái gì đó về đồ câu, thực sự là có nhu cầu liên hệ với em, trao đổi em rất nhiệt tình. Có thời gian thì em sẽ chỉ cho, hoặc là em thậm chí em học hỏi các bác mà các chú anh mới nhiều kinh nghiệm thì có thể em học hỏi. Nói chung cái đấy là chúng ta cùng giao lưu, cùng học hỏi mà, cùng đam mê nên là không ngại gì vấn đề đấy cả. Thứ hai nữa là em buôn bán thì các bác biết rồi, thực ra này nói thẳng các bác, đây không phải nghề chính của em, công việc chính của em mẹ lại công việc gia đình, nó quá bận. Dạo này em quá bận, nói thật các bác, hàng thì ở nhà em đầy, không thiếu. Đây này, các bác nhìn sơ qua này, đây là hàng bãi này, hàng mới này, đây này, các thùng chất đầy đây này, đây là hàng bãi tiếp này, cả một đống này. Bây giờ ở nhà phải có khoảng độ 500-700 cân đây này, nói chung là chất khắp các nơi. Đấy, các bác thấy, đây là cả đống cả tá, em chưa đăng cái gì cả vì em không có thời gian. Đây này, hàng mới vẫn chất đầy này, nói chung là em chỉ có thể liên lạc với lại các anh em đã điện cho em hoặc đã nhắn tin cho em đấy, mà em lúc em rảnh em nghe được, còn nhiều bác em nhắn tin còn chưa xuể đây. Nên các bác ở trên YouTube, trên Zalo, trên Facebook cũng thông cảm đấy, một vài ngày vừa qua ít nhất là em phải hết một tháng nữa thì công việc nó gọi là ổn ổn thì là em sẽ làm một cách chỉnh chu cho anh em. Còn bây giờ thì các bác nào có nhu cầu không điện được nhắn tin thì các bác em trả lời nó chậm thì các bác thông cảm nha. À, cái đấy cũng phải thông cảm. Thì hôm nay em đăng một tiếp một cái lô hàng thứ hai về máy câu, nói chung là size to, size từ 4.000 cho đến rơi vào khoảng 8.000, tương đương 8.000, nói chung là 4, 5, 6, 7, 8. Từ hàng gọi là vừa 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 cho đến hàng có ở trong bãi này có một cái con nó gọi tầm trung trung, tầm trung ra tiền mà em gọi tầm trung nhá. Chứ còn mấy lão mà bảo con Ultega 6.000 nhá, đây Ultega 8.000 nó không bằng con này đâu nhá, chưa bằng cái mắt mũi gì, em nói thẳng như thế. Còn dân buôn bán, tất cả anh em buôn bán đừng động chạm vào nhau làm gì cả. Em chưa động đến thằng nào cả, chưa sờ đến bố con thằng nào và cũng chưa vào kênh. Thực ra nhiều bác bán bố láo bố toét, em chưa thèm nói và em cũng không bao giờ vào nói vì đấy là công việc của bác. Bác nào làm việc riêng của bác ấy, đừng có bao giờ xía vào chuyện của em. Em bán thế nào thì mặc kệ em, giá thế nào là do em bán, không ảnh hưởng bất kỳ ông nào cả nhá. Còn bây giờ em chỉ mặt đích tên, ví dụ kênh của ông này, tên này, bán láo, bán thế kia thì ok, quay lại cắn em nha. Còn em nói thật, mấy thằng đấy nó bố láo thôi, trẻ trâu, quay lại nó vớ vẩn với em thì em vả cho vỡ mồm. Đấy, thế thôi, em vả thì nếu trực tiếp em biết em vả cho vỡ mồm, còn nếu không em chặn hết toàn bộ link, xóa toàn bộ comment, đừng có mơ mộng gì vào với lại xía xí sớn vào đây cả. Có thay 10 lít gì nữa cũng sẽ không bao giờ được vào cái cộng đồng này, em nói thẳng đấy. Và trên kênh của em thì em nói trước là gì, kênh của em có tất cả các mục
cơ bản để anh em tham khảo, chứ không phải là em chỉ mỗi trên đấy là cung cấp đồ câu. Mục thứ nhất là cung cấp đồ câu phụ kiện câu cá, anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ. Đấy, có nhu cầu gì cứ liên hệ em tư vấn được, kể cả hỏi giá thôi, không mua ok em vẫn trả lời bình thường. Thứ hai, vấn đề tiếp theo là hàng của các bác chậm muộn thì các bác cứ alo lại cho em. Em quy định rồi, hàng các bác chuyển phát chậm thì các bác cứ để ý là 5 đến 6 ngày. Đấy, trừ chủ nhật ra nhá, trừ cho em chủ nhật. 6 ngày các bác không nhận được thì các bác gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp vào máy của em. Không gọi được thì nhắn tin nhá. Xong để em kiểm tra em báo lại cho. Vì nhiều khi là mình còn phụ thuộc vào bên chuyển phát. Họ làm ăn nhiều khi họ không thể chỉnh. Thì khoảng thời gian từ 5 đến 6 ngày các bác không nhận được thì các bác không gọi điện được thì các bác phải nhắn tin nhá, vì em bận, công việc của em bận thì các bác nhớ nhắn tin vào. Để em xem tin nhắn, em sẽ lướt qua, hôm nay không xem được thì hôm sau em xem được. Thì em sẽ điện trực tiếp cho bên chuyển phát, mà em không phải điện cho nhân viên đâu, mà điện cho ông quản lý ở cái khu vực em giao dịch, để họ liên hệ trực tiếp với các ông tổng khác để ông kiểm tra. Thế các bác yên tâm, hàng các bác không thể mất được, mất thì bên chuyển phát sẽ phải đền, em sẽ gửi các bác hàng khác và họ phải đền tiền cho em. Nên các bác cứ yên tâm nha. Hàng mà nó bị gãy đấy, thì các bác báo lại cho em, báo lại cho em nha. Nếu trong quá trình vận chuyển thì em sẽ đổi cho bác các hàng khác nha. Các bác nhớ như vậy. Không gọi được thì nhắn tin nha. Em công việc bận thì các bác thông cảm rồi nói trước. Trong giờ các giờ hành chính nhá, giờ nào mà em rảnh thì em nghe điện thoại được, còn không thì các bác nên nhớ là nhắn tin vào giờ đấy chứ đừng gọi. Thì hôm nay ở cái nhóm máy này thì em có 15 máy các bác nhé, 15 máy chia làm vẫn như nọ thôi, 1 2 3 4 hàng. 4 hàng các bác nhé. Hàng đầu tiên là 306, hàng thứ hai là 406, hàng thứ ba là 500 và con cuối cùng kia thì giá cụ thể sau các bác nhé. Thì ở đây em hàng đầu tiên em có 2 4 5 con. Thì các bác nhớ nhá. Ở đây là còn một con Daiwa giá 306 này. Đấy, Daiwa 1050. Đây là mã của nó nhá. Đấy, máy này tương đương với 4000. À, bên này là một em Shimano cối lông. Đây là gì? ST à? Aero Shimano. Những cái con này thì đáng tiếc ra thì nó lại không có cái khóa điều chỉnh ở trên đỉnh này, mà nó chỉ có khóa hai chiều thôi. Thế là hơi bất tiện cho các bác câu, vì cái hàng này như là câu biển. Đấy, nó chỉ có khóa hai chiều. Có nghĩa là các bác bật khóa một chiều là khóa thu dây, còn khi gặp cá to các bác phải mở khóa hai chiều ra và các bác điều chỉnh bằng cái tay này, tay quay này. Thì con này nếu mà có khóa trên này thì nó sẽ không có giá là 306. Nên em bán chỉ 306 thôi. Đấy, cho các bác mà thích tải cá to. Đấy. Nhưng mà không có nút điều chỉnh trên, phải điều chỉnh dưới thì thủ công một chút các bác nhá. 306 em này. Bên này cũng là một em 306 tiếp theo. Em này là em cũng Daiwa. Đây Daiwa No 2 Quantum Acer. Xuất xứ này, em cho các bác xem xuất xứ luôn. Nó dễ. Này con này thì nó cái xuất xứ nó dán trực tiếp chứ nó không in. Nó bay mất rồi. Con này là của Nhật các bác nhá. Đây, có nhiều con xuất xứ nó dán thế này chứ nó không in trực tiếp. Đây, con này là của Nhật. Đây, hàng chính hãng nhá. Đây còn em này thì nó in trực tiếp đây này. Đây, tem Shimano Mark Japan này. Còn em này cũng hàng của Daiwa nhưng mà sản xuất. Thì em này là sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy này nhá, em số 1, em số 2. Đấy, em số 3 và đây em số 4. Em số 4 là hàng 1 này. Cũng vẫn là một em Shimano. Đây là em Shimano 7000. Các bác nhớ là những em này nó chỉ có khóa một chiều và hai chiều bên dưới nhá. Trên này không có khóa điều chỉnh nô cước đâu. Nô cước của con này là nô cước chết các bác nhé. Con này là Super Aero Shimano. Hàng rất đẹp, mỗi tội là nó cái máy này như là máy câu biển.
nó cắt giảm tính năng các bạn. Thế là trên này mất toi cái tính năng điều chỉnh nó cước chạy trên này. Mà cái này muốn hãm cá khi cá to lại phải chuyển sang chế độ khóa hai chiều cho mình hãm bằng tay quay này nha. Nên giá em đưa ra rất là hợp lý, rất là mềm với anh em. Tải cá lớn thì rất là ok rồi. Tiếp tục đến với em này là em SN2DAM. Nói chung là hàng rất là ok các bạn, rất là mượt mà và nhẹ nhàng. Em này cũng made in Japan nhá, hàng của Nhật, nồi đồng khối đá toàn bằng kim loại hết. Đây là xong dãy thứ nhất nha. Sang dãy thứ hai. Dãy thứ hai gồm có 1 2 3 4 máy. Mỗi máy này tương ứng với size 6.000, size 7.000. Máy mới 7.000, 7.000, 8.000, tương với 8.000. Con này tương với 8.000 này. Con đầu tiên là con Passion nâu 6 Taiyo. Em này xuất xứ Japan. Hàng rất là to, trục lớn, cối rất to đấy, à, nhìn còn rất là đẹp. Hàng này có giá là 460 các bác nha. Dãy thứ hai có giá là 460 các bác nhớ nhá. Tiếp theo là một em Daiwa. Em này là Sportline mã số 2000. Đây, con này tương với size 4-5 ngàn này. Đấy, tương xứng à, quên, tương với size 6 ngàn, quên là 4-5 ngàn, to bằng size 6 ngàn máy bây giờ quá nha. Đến em thứ ba, em này cho bác xem này. Daiwa made in Japan này. Tiếp theo đến em thứ ba. Em thứ ba này cũng hàng của Daiwa, Sportline ST 3000X. Em này từ nguyên size 7.000, 7-8.000 các bạn nhá. Cối nó rất là sâu. Máy thì khỏe rồi. Nhìn các bác nhìn này, cối rất là to. Máy khỏe, kim loại. Đến em thứ tư. Em thứ tư là một em Olympic Golden Spark. Em này là Olympic Japan này. Em này cũng tương với size 7-8 ngàn các bác nha. Rất là to, máy khỏe. Ở cái nhóm số 2 này thì có giá là 460 các bác nha. Có 4 em thôi. Sang nhóm số 3. Nhóm số 3 ở phía trên này gồm một em nong cho cây cho khe 43 bearing start LT50 đây. Em này còn rất là đẹp các bạn. Em này từ mấy máy 4-5 ngàn, máy rất là đẹp luôn, còn khá là đẹp, nếu hàng bãi này là còn khá là đẹp. Con này sản xuất tại Korean. Xuất tại Korean. Em này có giá 500 các bác nhá. Hàng thứ ba này là có giá 500 này. Tiếp theo là em Jupiter X. Em là sản xuất tại nhà máy đặt ở Trung Quốc. Các bác nên nhớ là Made in Chile. Chile này không phải là hàng Trung Quốc sản xuất đâu nhá. Hàng của Daiwa chính hãng đấy. Hàng Nhật đấy. Sản xuất tại Trung Quốc thôi vì nhà máy nó đặt ở bên Trung Quốc. Các bác dùng con iPhone bây giờ đa phần là sản xuất ở Trung Quốc, với Việt ở Trung Quốc, hoặc là dùng ở con Samsung ấy, đa phần sản xuất tại Việt Nam nhiều ấy. Đấy, hàng của Nhật đấy chứ hàng của Hàn đấy chứ, có phải hàng iPhone là hàng của Mỹ, còn Samsung là hàng của Hàn đấy chứ, có phải hàng của Việt Nam mình sản xuất đâu, hàng của Trung Quốc sản xuất đâu. Đây, hàng carbon cao cấp nhá, cũng 500. Tiếp theo là một em Shimano Hyundai Spin XT 4000. Hàng này sản xuất tại Malaysia.
đây Malaysia đây, Shimano nhá, đây Shimano, em này cũng có giá 500 các bác nhá, em này cũng 500. Đến em thứ ba nhá, đến em thứ tư, em thứ tư là một em có xuất xứ ở Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan nhá, em này là Longcast, hàng của Daiwa và được sản xuất tại Thái Lan, đây, hàng Daiwa đây. Em này cũng có giá là 500 các bác nhá. Em này từng với size, em này Longcast bao nhiêu đây? GS850, em này 2 bearing. Em này cũng tương đương với size 45.000 các bác nhá. Này cũng giá 500. Cuối cùng là một em Shimano Ultega 2000. Đấy các bác nhá. Giá cũng 500 các bác nha. Rồi em Ultega 2000 này giá là 500 các bác nhé. Còn em cuối cùng, em máy cuối cùng này, em máy tầm trung, em này là máy tầm trung các bác nhé, hàng của Daiwa, hàng Daiwa đây. Em này xuất xứ là sản xuất tại Nhật, kit Made in Japan. Em này có giá là 2.4 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì nên hệ. Rồi. Còn rất là đẹp. Kit 4000. Candian. Kit Candian 4000. Hàng của Daiwa. Cối kim loại, tay quay kim loại. Nói chung là chất liệu cao cấp của anh nhá. Em nói thế cho nhanh. Và dòng này là phân khúc tầm trung, giá tầm trung các bác nhé, 2.4 triệu. Anh em nào có nhu cầu về em này thì liên hệ với em, trọng lượng thì không quá nặng, nói chung là trọng lượng tương đối các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé, các bác chốt luôn. Các bác chốt hàng thì các bác nhớ quy tắc của em nhé, các bác đăng ký ngày hôm nay thì em sẽ chốt hàng cho bác hết ngày mai. Hôm nay là thứ hai thì em sẽ chốt hàng cho bác hết thứ ba. Thứ ba mà các bác không liên hệ lại, không báo lại, không thi chuyển tiền, em gạch luôn, chuyển cho bác khác ngay. Nhưng các bác thông cảm nhé. Quy tắc rõ ràng, không có vòng vo tam quốc gì cả. Nếu bác nào lấy thì cứ báo luôn. Lựa chọn em nào thì báo luôn. Đợt này chỉ có 15 em hàng to thôi. Đấy. Còn lại hàng bé thì em nắp vào cần đóng bộ cho các bác câu lua hoặc là câu tay trợ máy. Hoặc là nó gọi là hình thức nó kém kém một chút các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ. Báo luôn cho em nhé. Chào tất cả các bác.